Chúng ta nhìn cuộc sống cũng không nên lý tưởng hóa. Tại vì mục tiêu của giáo dục hay nói chung và mục tiêu của sự học nói riêng không phải là đào tạo ra những doanh nhân tuyệt vời, những doanh nhân tốt hay là đào tạo những con người tốt. Chúng tôi không nỗ lực đào tạo ra những cái good person hay là good people hay là good leader. Chúng tôi không có chủ đích đó và không có mục tiêu đó. Chúng tôi chỉ có mong muốn hướng đến trong cái mục tiêu giáo dục của mình cũng như trong mục tiêu sự học của các doanh nhân học viên, đó là tạo ra những cái better leader, better people, là những con người tốt hơn và những doanh nhân là tốt hơn, chứ không có tốt. Bởi vì nếu mà đào tạo một lãnh đạo tốt và một người tốt thì có nghĩa sự học sẽ dừng lại. Và thực ra trên đời này cũng không có người tốt và lãnh đạo tốt, và chỉ có phải tốt hơn mỗi ngày. Nên cái đích đến của giáo dục và đích đến của lãnh đạo và đích đến của sự học cũng chỉ có một từ thôi, đó là better, tốt hơn.